Kích cá nóng lạnh Tú Trần xin kính chào quý anh em đồng nghiệp và cũng như quý anh em kích thủ gần xa trên mọi miền đất nước. Hôm nay á, trưa hôm nay mình có test hai con máy, một con máy 16D. 16D. Nước ngọt lão phèn. Về Kiên Giang. Và một con máy 8 feet về Đồng Tháp. Vậy em xin phép test con máy 16D trước. Máy bên em là chế độ cao chống ngược cực, chống chập giật đầy đủ nha mọi người. Rồi kẹp đúng cực là quạt nó sẽ chạy. Máy bắt đầu hoạt động. Giờ em cho nó mang tải 500W. À, bước nhầm cò bóp. Mang tải 500W đang ở chế độ nước ngọt. Chế độ đánh nước ngọt. Giờ em bật qua chế độ lợ phèn. Bóp nhẹ nhàng, bóp cái bóng 500 lên nhẹ nhàng. Chứng tỏ máy rất lực, tiếng máy rất là thanh, đanh. Giờ em sẽ cho máy tải thử 1000W. Sáng trắng luôn nha mọi người. Bật lại chế độ nước ngọt. Mình đã test xong chế máy 16D. Đây, hai cọc đầu ra, cọc đen là mát, đỏ là giật. Bật qua bên trái á, là lợ phèn, bật qua bên phải là nước ngọt. Bật giữa là không, tức là không có, máy không chạy. Rồi, tới máy 8. Quạt chạy rất là im nha mọi người. À, quạt quay rất là im. Bây giờ em sẽ cho máy mang tải 1000W. Các anh em kích thủ nhớ cho em nha. Volume màu đỏ là chỉnh tần số mạnh yếu. Volume màu xanh là chỉnh tần số trộn xung nhịp tiệt 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 đó. Nhịp nhanh nhịp chậm đó. Còn hai cọc loa màu đỏ này là cò bóp. Còn hai cọc đỏ và đen. Đen là mát, nếu mà đánh thiền là thả mát. Còn đỏ này á, là gợt. Bây giờ em đang để chế độ đánh đánh lì thấp nhất. Em cho máy mang tải 1000W. Em tăng volume tần số. Máy sáng trắng. Bóng đèn sáng trắng luôn. Giờ em bật lên chế độ đánh thứ hai là chọn duty. Chỉnh cho chỉnh phần trộn, volume trộn đầu tiên chỉnh cao hết mức, chỉnh volume tần số cao hết mức. Khi đánh là anh em chỉ nên đánh là khoảng, nếu mà đánh thiền một vợt thiền nhỏ thiền đơn á, máy 8 phép là đi bộ giờ thiền đơn chứ không có đi thi sông lớn thiền lớn được. Volume này mấy anh em đánh chĩa lên trời là ngon. Máy đang mang tải 1500W. Chế độ đánh lì 1500W, bóp phát lên ngay. Thôi em test nhiều được nhiều rồi, được rồi, test nhiều quá cũng vậy à. Anh em xem hoài nó cũng chán. Thôi thân chào tất cả các anh em đồng nghiệp và cũng như các anh em kích thủ trên mọi miền đất nước nha.
Cảm ơn hai anh khách đã ủng hộ em. Xin chào, thân ái xin kính chào.